Đây con trâu của mình đây, các bạn nhìn dễ chưa? Bạn nhìn dễ chưa? Cái nan trâu với cái rễ này rất là to, trâu của mình đang có hoa rồi nhá, đang ra vòi hoa rồi. Mình quay sát cho các bạn thấy. Vòi hoa này chắc mình đoán chắc là không kịp Tết này, tại vì ra cách đây là bằng cuối tháng 9 là phải ra rồi, nhưng mà của mình thì là bây giờ sang giữa giữa tháng 10 rồi mới ra, chắc là không không kịp. Tất cả các cây nhà mình thì đang đi vào thắt ngọn hết rồi nhá. Đấy, các bạn đi nhá. Một cây ém dòng này mầm gốc sang năm rất nực nhá. Đây là cây ém, còn đây là cây quay gần nhá. Minh Vũ nhá, Minh Vũ một bạn nhá. Cây năm nhất đấy. Thắt ngọn rồi, ập ú rồi. Tôi tầm khoảng 4 cm. Nhờ kỳ này thì trông này thôi bạn, nhưng mà sang năm nó ra mầm gấp sẽ khỏe lắm. Thì nó được rồi. Mình đi vườn mình đi vào thắt ngọn hết rồi. Núi thân nụ lá nhựa tiên quang nhá, cũng dòng dòng thân lá tiên quang, các bạn nhìn nhá, nhìn phê chưa? Đấy, nhìn các bạn nhìn nụ chưa? Đấy, lá xếp vào luôn đấy, và cây nó vẫn đi rất là nực nhá, các bạn nhìn nhá. Đây mình quay theo chiều này đấy, nó đi sẽ cong theo cái đường này, các bạn nhìn nó cong theo này. Đấy, nó cây của mình nó cây cây con này bao giờ nó cũng vươn ra cái khu vực có ánh sáng nhiều nhá bạn nhá. Đấy là cái khu mặt đằng đông này, còn nó mặt đằng 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 tây của mình ấy thì nó lại ra thì nó phải phi về đằng đông, vì đằng đông nó đón nắng sáng mà. Đấy, các bạn nhìn nhá, rất là nực luôn. Thì ngoài Bắc mình hôm nay là nhiệt độ xuống rất rét nhá, rất là rét luôn, nên là các cây cối của mình như dòng lan mình này thì trồng mướn đắc, và mướn đắc thì hơi kém, chứ ở miền Nam bây giờ thì người ta vẫn là trong thời kỳ đã ươm ký, vẫn nhân giống bình thường nhá. Người ta các cây hàng va của miền Nam ấy bao giờ cũng thân cũng to dài khủng, là người ta thu về lợi nhuận kinh tế rất là cao nhá. Miền Bắc mình thì phải cái có mùa đông nên là tất cả các cây mình chăm sóc nó hơi vất vả tí, với thời tiết thì nó không gọi là thuận lợi, nên là ai mà mới chơi thì lưu ý những cái điều đấy vào vào cái đợt rét này mới vào đợt thu rồi, thì là thôi các bạn mua hàng rừng thì mua, còn ok kia thì là nếu mà cây mà dễ ổn định ấy ra ấm chậu thì các bạn mua, chứ bây giờ cũng không không nên nhập vào, như nó vào mùa lạnh rồi mình nó nhập xác định nhập vào thì nó cũng chả lớn được bao nhiêu đâu, thì là thôi các bạn để dành thì sang đầu năm bạn mua, chứ sang đầu năm bạn mua thì là tầm bằng 10 triệu, nhưng mà cuối năm nó phải rơi rất nhiều, vì cái thời gian sinh trưởng mình mua đầu năm nó rất là dài luôn, nó đến tận tháng 10, tháng 11 năm năm sau cơ, thì lợi nhuận nó sẽ cao hơn, nên là mua kia bây giờ bao giờ giá nó cũng mềm, vì mình mua về nó sẽ hầu như toàn kia nó thắt ngọn rồi, nên là sẽ không dài ra được tầm bao nhiêu sen đâu. Mình xin kết thúc video ở đây, xin chào hẹn các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích hãy
subscribe kênh của mình nhé. Hãy like cho mình nút chia sẻ bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn nhé. Giờ hôm nay là mình bây giờ tầm này là tầm 8 rưỡi nhá, bắt đầu có nắng lên thì mình bắt đầu mới tưới nước nhá. Đấy, như tưới nước thì ngoài miền Bắc mình thì sáng ra thời tiết vào bây giờ nó lạnh mà nhiệt độ giảm xuống thì sáng mình không tưới, bắt đầu có ánh nắng lên thì mình bắt đầu mình mới tưới này. Thì vào trời ngày rét rét này thì là mình chuyển sang tưới sáng nhé, mình tưới buổi sáng cứ bắt đầu có nắng là mình tưới, mình đang tưới này. Đây mình lắp phun sương nhé. Giờ mình tưới như này thì là tưới vào tới tầm có nắng này thì bắt đầu cây dần dần nhiệt độ lên nhé, thì bắt đầu ấm lên nhé, thì mình tưới là rất tốt chứ, thì bộ rễ sẽ lúc đấy là nó ấm dần rồi thì mình tưới nước này vào thì nó sẽ hút các chất dinh dưỡng và phát triển rất là tốt. Chứ còn đâu khi mà lúc mà ngay tờ mờ sáng ra tầm bằng 6 giờ ấy, thì trời thời tiết rất là lạnh, các bạn tưới thì sẽ làm bộ rễ nó tổn thương nhá, vì trời lạnh mà khi gặp nước lạnh nữa vào thì bộ rễ nó sẽ bị chùn cái đầu rễ ấy, thì là cây sẽ của bạn sẽ đứng lại nhá và nó sẽ phát triển rất là chậm nhé. Nên là vào những cái ngày mà có thời tiết giá rét lạnh ấy, thì là các bạn cứ thấy có ánh nắng, tia nắng chiếu xuống thì các bạn tưới lúc đấy, các bạn tưới lúc đấy là thích hợp nhất nhé. Thì có ánh nắng thì thời tiết lúc đấy nó lên và ấm rồi nhé, thời tiết nó ấm nhé, thì cây dần dần nó thích nghi, nó đỡ lạnh hơn nhé, thì mình tưới nó sẽ đảm bảo hơn. Đây. Đây là cây thiên nga nhé, những cái giống thiên nga này mình cũng mua nhưng mà mình cũng đã bị lừa một lần nhé, không phải là lừa mà người ta bán cho mình những cây thiên nga bảo là thiên nga vàng, nhưng mà khi mình mua về không phải là dòng thiên nga vàng nhé, đấy là cái dòng chi của thiên nga thôi, hoa thì nó ra xấu hơn. Đây là cây hồ điệp mình để hôm nay. Đây các bạn nhìn xương các bạn. Bài rất là khỏe luôn. À, mình tưới nước đã xong rồi nhá, mình chỉ phun tầm bằng mà 8 phút rồi, 8 phút rồi, 8 9 phút rồi đấy. Bạn nhìn nhá, mặt trời đã lên nhá, cây đã chiếu nắng nước đấy. Và trước khi bón lân, bạn bón vào thời kỳ buổi sáng, mùa này thì các bạn phun là lân, các bạn cũng phun vào buổi sáng, thì bạn sẽ một là bạn nếu mà ai mà dậy sớm ấy mà khi trời nó hơi có một tia nắng ấm ấy, thì mình bắt đầu mình phun thuốc, mình phun thuốc trước nhé, sau là 1 tiếng sau thì mình lại phun rửa lại nước đi là ok, còn đâu không thì là phun nước trước để cho nó thẩm thấu cây ấy, xong là mình phun thuốc thì cũng được, có 2 cách. Mình thì là hầu như mình phun trước, mình sẽ hòa thuốc mình phun trước, xong là cách 1 tiếng sau mình sẽ phun mình rửa. Đấy, mình rửa sẽ rửa đi,
hồng hoa. Đấy, những cây nhà mình giờ thì cũng thắp ngọn hết rồi. Mà nhiều cây vẫn đang đi ngọn, một hai cây vẫn đang đi ngọn nha các bạn nhé. Đấy. Đây mình sang đây cho các bạn xem ít cây hồ điệp nhà mình. Hồ điệp nhà mình thì bây giờ đã ra hết nụ, đã ra hết thân hoa cành hoa. Đấy, hồ điệp các bạn nhìn bộ rễ. Đấy, rễ đây mình cho xem nhá. Đây là ngồng hoa của hồ điệp này các bạn nhìn nhá. Đây ngồng hoa hồ điệp, đây là một ngồng dài. Ngồng này thì đến Tết thì 100% ra hoa nhá. Đầu ok ra hoa để chơi Tết đấy nhá. Mấy ngồng này thì là còn kém. Đây, ngồng này thì cũng ok bạn nhé, trong như này thôi. Nhưng mà lúc mà để nở ấy thì là rất lâu nhá, vì dòng này vào Tết là nó nở và nó cầm hoa rất lâu. Chơi được tầm năm ngoái nhà mình nở chơi 3 tháng nhá. 3 tháng hoa mới thản ấy. À, 3 tháng mà vẫn còn 1 2 à, vẫn còn tầm 3 4 bông hoa mình sẽ cắt nữa. Đây các bạn nhìn nhá, cây hồ điệp này. Mình quay cho các bạn nha, lá xin xít rất rụt rịt luôn. Đấy. Đây nhá, mình cũng trồng mình cũng không tưới gì đâu. Và cây rất là nực luôn, phát triển rất là khỏe. Và ra rất nhiều ngồng hoa nhá, cây này cũng đang ra ngồng hoa. Cây ra rất nhiều nhé, hầu như cây nào cũng ra rồi bạn nhé, rất là ok luôn. Đây có một cái dòng đen rô đang ra hoa này. Rất là ok luôn, cây này cũng ra ra ngồng hoa, hai ngồng hoa bạn nhé, rất là ok luôn. Đại châu cũng ra hoa. Thì hôm nay mình quay một nốt buổi sạc thôi, thì cách tưới nước những ngày giá lạnh ấy, mình xin kết thúc video đây nhé. Xin cảm ơn các bạn nhé, nếu các bạn mà thấy video của mình hay thì hãy subscribe kênh của mình nhé và nhấn vào chuông thông báo nhé, khi nào sẽ có ra video mới thì các bạn sẽ có video xem luôn, thông báo thì mời các bạn vào xem nhé. Xin cảm ơn các bạn nhé. Hello, xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mà miền Bắc mình giờ thời tiết lạnh, rất là lạnh. Gió mùa đông bắc đang về nhá. Thì là nhà mình nên thì mình tâm sự một tí về cách chăm sóc cho Lan vào những hôm ngày giá rét như này nhá. Ngày giá lạnh này nhá. Ở miền Bắc mình hôm qua thì cũng mưa. Thì mưa trở rét mà. Đây cây Lan của nhà mình đang thắt ngọn nhá. Đấy. Thắt ngọn thì là nó mới thắt ngọn được tầm khoảng 2 tuần nay thôi. À nó mới phình. Thì mình để tầm khoảng thêm nửa tháng nữa thì là mình bắt đầu làm hoa ở đầu ngọn nhá. Làm hoa ở đầu ngọn. Thì mình cũng đang đặt một nọ Kiwi Pro của Mỹ rồi. Thì mấy hôm nữa nếu mà mình có làm thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn làm hoa bói ở đầu ngọn nhá. Cũng đơn giản lắm các bạn ạ.
thì mình đặt rồi thì mấy hôm nữa mình sẽ mình nếu mà các bạn nào mà làm thì làm mà Key Key Pro của Mỹ đấy thì là cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn nhá, mình thấy là đảm bảo rất là nhiều. Còn đâu không thì là nhiều người thì vẫn làm bằng Key Duy Đỏ, Key Duy Đỏ thì cũng được bạn nhé. Thì hôm nay mình test này, cây của mình bây giờ đang bình thường thì là mình nói qua một cái là làm hoa bói ở ngọn ấy, hoa bói ở ngọn đây này. Đây. Thì các bạn nhé, làm hoa bói ấy thì là cây mà cứ trưởng thành bộ rễ ổn định tầm khoảng trên 5 lá trở lên, đây các bạn thấy mà cứ trên 5 lá này, cứ trên 5 lá lên là các bạn làm được hoa bói nhá. Nhưng mà điều kiện là thân thì bắt đầu phải phình lên, đầu ngọn nó túp này đấy, nó phình dần dần này thì các bạn làm được nhá, với cái bộ rễ phát triển của nó phải khỏe mạnh thì các bạn làm được, chứ không mà bộ rễ mà yếu ấy các bạn nôi ra thuốc thiết ấy, các bạn mà nhỏ vào ấy là mùa đông này nó khéo là cây nó sẽ hỏng ấy, chứ nó sẽ không phát triển đâu, vì nó bộ rễ nó chưa phát triển mà mình làm mới thấy nó kém, vì khi mà cây nó đã ra ngồng hoa thì bắt đầu mình kích mà thì nó ra hoa thì nó phải dồn sức lực và nó nuôi hoa nữa để nó trổ bông nữa, thì nó sẽ kém cây, cây nào mà yếu thì là nó nuôi hoa sức thì mùa đông nếu mà lạnh thì chắc là nó sẽ không chịu đâu nhá, thì cây nó sẽ kém cây và khéo chết đấy, thì các bạn lưu ý nhá, cây trên lá tầm mẩn cứ tầm mẩn trên 5 lá là trở nên là làm được bạn nhá, cứ trên 5 lá thì làm được, kể cả nó trên 5 lá tùy theo cây đốt ngắn hay đốt dài các thứ, như của mình đây thì 1 2 3 4 5 lá đây này được tầm mẩn hơn chục sen này, có cây 5 lá nhưng mà nó ngắn, như nhà mình có ít cây ấy, cây nó chăm nó kém ấy, thì nó chỉ được tầm mẩn 5 phân, 5 phân các bạn cũng làm được, nếu bộ rễ khỏe thân phình thì các bạn vẫn làm bình thường nhé. Đấy mà trong cái giai đoạn trời rét này như ở ngoài miền Bắc ấy thì những hôm trời giá rét này thì mình khuyên các bạn đừng đừng nên tưới nước, nếu mà có tưới thì phải có nắng, khi nào mà nắng hửng hạnh lên ấy các bạn tưới muộn một, kể cả là bạn tưới muộn một lúc cũng được, đây các bạn này bạn tưới muộn cũng được, nhưng mà khi nào phải mặt trời phải có ánh nắng chiếu vào cây đen nhá, có tia nắng nhá, nắng dần 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 ấy, thì các bạn bắt đầu mới tưới nhá. Còn đâu là mùa rét này thì các bạn bổ sung thêm hàm lượng kali, nân nân và kali lên nhá, nân và kali, nhưng mà các bạn bổ sung vẫn là tưới thêm thôi. Thế còn đâu là những cái cây nào mà các bạn sang năm dự kiến mà để làm key hoặc là kích key yên thân ấy thì các bạn vẫn cho ăn hàm lượng đạm nhiều nhé, hàm lượng đạm nhiều nhé, để sang năm cái lúc mình làm key ấy thì là hàm lượng đạm nhiều ấy, thì thân nó sẽ phình vào trong là đạm, thì khi mà mình làm key ấy thì nó sẽ đạt hầu như được 80 90% là ra hết là key. Còn khi vào cái mùa đông ấy là các bạn cứ tăng cái mùa nan là rụng lá thắt ngọn này, bạn mà tăng cái hàm lượng nân với kali đến ấy là mà sang năm các bạn muốn làm kia thì hơi bị khó đấy, vì những cái mắt là kia vì ăn nân với kali nhiều là sang năm là sẽ ra hoa, tỷ lệ ra hoa sẽ nhiều hơn đấy, nên là các bạn lưu ý hai cái chế độ tưới như thế. Ừ. Đây cây của mình thắt ngọn này, cây này là mình đây là cây ém nhé, mặt ém của dòng Hòa Bình kỳ năm nhất nhé, đây mình mua xíu xíu đây đấy, còn kỳ này như con này thì thoải mái bạn nhé, vì là cái kỳ này tuy nó nhỏ này thôi không bị gì đâu nhé bạn nhé, vì là nó đã ra rễ rồi, đã xuống 3 4 rễ rồi, rễ đã ăn ấm chậu rồi thì thoải mái nhé, thì sang năm thì nếu mà có phát triển thêm kỳ mọc thêm mầm gốc ấy, gọi là mầm gốc ấy, thì nó rất là nực nhá, thì nó bộ rễ nó khỏe rồi thì rất là nực nhá. Ừ. Ừ. Nhà mình thì là đa số ở mùa này thì là tất cả các nan thì thắt ngọn hết rồi, còn một hai cây thì là vẫn còn đang
đi ngọn. Đây mình sẽ xách cho bạn một cái giò. Đây mình đi về xách nhá. Đây hai nhá, hai bên nhá. Mình trồng hai vườn. Mình mới chơi nên là chỗ này thì mình treo nhiều phi điệp, còn ở bên kia thì là mình treo thập cẩm, cát nia, đai châu, đấy, kiếm, kiếm tiên vũ, dòng hoa xổ số, nhiều loại lắm. Thì đây bên đây thì làm dàn, bên đây thì là mình làm lâu hơn nhá, mình làm được mấy năm trước nhá, mình leo thập cẩm các loại nhá, hồ điệp này, Denso này, Cattleya này, Đai Châu, Vảy Rồng, Vanda đấy, kiếm, mèo, đấy, Hoàng Thị Tiên, nhiều lắm. Đây, mình cho các bạn xem. Đây là một, đấy, các bạn nhìn nào. Đây là một cây đấy, đây là một cây của nhà mình là vẫn đang đi ngọn bạn nhé, nhìn nha, xanh mướt luôn, bản lá rất là to nhé, vẫn đang đi ngọn nhá. Con này thì mình bây giờ mình vẫn cho ăn nân nân à, mình vẫn cho ăn đạm nhá, mình vẫn cho ăn hàm lượng đạm cao nhá, mình vẫn tưới. Cũng, riêng của nhà mình thì đợt này mình căn bản là mình nghỉ ở nhà nên là mình sẽ tưới nồng độ loãng ra. Hai bình, một bình 2 lít nước thì mình tưới có một một gam thôi, một gam loại 30-10-10 đấy, thì mình cho một gam pha hành 2 lít nước, nhưng mà ngày nào mình cũng tưới nhá, ngày nào mình cũng tưới, có nghĩa là mình cho ăn như gọi là mình, như gọi là mình ăn cơm ấy, ngày nào cũng có thịt đấy, thì là ngày nào mình cũng cho ăn chứ mình không cách. Vì nhà mình có ít thì mình chăm sóc được, còn nó như nhà vườn thì người ta cách tầm khoảng 5 hôm người ta tưới một lần, thì người ta tưới cứ tăng lần nồng độ lên đấy. Các bạn nhìn nha, đây bản lá, đây bản lá, đây là cây mẹ, đây cây mẹ, cây mẹ thì là các bạn nhìn nhá, cây mẹ thì ít chấm đốm nhá, đây là hàng hàng rừng nhá, hàng kiến kiến rừng đây các bạn nhìn nè, đấy đấy, kia này mình kích này, mình kích này nhưng mà không hoa trước này. Đây các bạn này. Đấy con mẹ thì thân nó không 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 đốm, nhưng mà con này ra thì là thân nó lại là chấm đốm, chấm chấm đốm tím nhá bạn nhé. Đây hai khóm nhưng mà khác nhau bạn nhé, đấy hai bụi nhưng mà khác nhau. Mướt luôn. Vẫn xanh mướt luôn. Bạn nên chú ý ở mùa đông này thì là tưới ít, nhưng mà bạn cũng phải để ý đến cái nồng độ ẩm nhá, cũng phải cho nó ăn nước đều đặn mà. Thì cây này, cái mùa này các bạn cứ cho ăn nước thì là cây nó, một nó phát triển cũng là rất là nực, hai là vì nó ấm dễ và nó phát triển mạnh mà, hai là những cái cây nào nó thắt ngọn rồi thì là thân này mình tưới nước ăn nhiều thì thân nó sẽ phình, sang năm thì mình làm kia rất là dễ nhá, vì nó khỏe mà. Thì là hôm nay thì là mình nên mình trao đổi một vài số gọi là cách tưới nước và các kỹ thuật mới làm cây đầu ngọn. Làm cây đầu ngọn thì mình chưa làm video, hôm nay mình mới nhắc sơ qua thôi. Thì đợi khi nào mà mình đặt được cái nọ cây, tại mình đặt mà mấy loại nữa cơ, mình đặt cây pro của Mỹ với mấy loại nân nước, thì là chắc phải hơn 1 tuần nữa về thì bắt đầu, nếu mà có thì mình làm kia nhá, mình sẽ hướng dẫn làm kia bói, hoa hoa bói ở đầu ngọn đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Nếu mà các bạn thấy xem video của mình hay thì hãy subscribe kênh của mình nhé, và nhấn vào chuông thông báo để những khi gì mình live stream hoặc những có video gì ấy thì là các bạn sẽ nhận thông báo và xem ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình đi làm về, bây giờ mình về đến nhà nhá, thì mình livestream được tiếp một tí nhá, quay một tí làm tí, đi làm về nhà mệt lắm, nhưng mà nhìn thấy cây cối hoa hiếp này người nó khỏe ra bạn nhá.
Bạn nào mà mới chơi thì cứ chơi cái dòng này cho mình, cứ chơi cái dòng vũ nữ cho mình. Một loại siêng siêng hoa rất là siêng luôn, còn siêng hoa ra nhiều hơn là dòng Enzo bạn nhé. Vì vũ nữ là mình trồng nó ra hoa ở tất cả các thân nhé. Nếu mà mình chăm tốt thì một thân nó sẽ ra hai cành hoa luôn, to và khỏe. Đây là cái thiên nga của mình nhá. Mình mua nên là mình tách muộn quá nên giờ phải kém rễ. Mình tách ra 3 chậu thì là 2 chậu có rễ rồi, thì một chậu này vẫn chưa chưa có rễ nhá. Tại vì lúc mình mua của người ta thì là nó bị thối. Bị thối mất gốc rồi, nó ăn gần rồi nên là về chăm bị khó luôn. Đây. Ở ngoài miền Bắc mình bây giờ đêm xuống là rất lạnh nhá, sương xuống lạnh lắm. Lạnh lắm nên là lan vườn nhà mình thì cũng thắt ngọn hết rồi, chỉ còn một vài số thì vẫn đang đua ngọn. Một họa hoàn ok, đây mình có hai giò đang vẫn đang đua ngọn nhá, cây rất là nực luôn. Thì hôm nay về thì mình về thì tiện mình nai tí, tại vì lâu lâu mình cũng không không nai đấy. Đấy các bạn nhìn nhá, đấy vũ nữ nhá, một bụi trông rất sơ sài nhưng mà hai ngồng hoa này các bạn nhìn nhá. Đấy nè, mình quay cho các bạn này, đấy các bạn thấy nè. Các bạn trồng vũ nữ này các bạn chỉ cần mua một chậu nhá, mua một hoặc hai chậu nhá, các bạn về bạn chăm tốt nhá, thì các lúc bạn tách ra rất là nhiều giỏ luôn. Thì tầm khoảng 1 năm nếu mà bạn chăm tốt thì bạn tách ra rất là nhiều giỏ luôn. Cát này đợt này hết hoa rồi bạn ạ, đợt này hết hoa rồi. À, kịp ra nên có kịp Tết không biết này. Mình cũng di chuyển một hai giò vào nhưng lại ấy mấy cái loại minh vũ mình biết các thứ ấy. Minh vũ ấy. Minh vũ ấy. Đây là minh minh vũ bạn nhé, cây thắt ngọn rồi, đang phình phình thân rồi. Đây này thì mình để đây nuôi sang năm thôi, chờ sang năm thôi. Đấy. Quay cho các bạn. Cái linh vũ bây giờ thì rẻ rồi nhá, nhưng mà cái đợt mình mua vẫn đắt nhá. Mình mua thắt ngọn thì lúc ấy nó cũng đi vào thắt ngọn nhưng mà vẫn là đắt. Lúc mình mua cây này lúc ấy là 3 triệu một cây này, nhưng mà bây giờ chỉ tầm bằng 2 triệu. Lấy thêm một rổ nữa. Đây. Đây là cây phú thọ của mình nhé. Phú thọ.
Đây là cái phú thọ của mình, phình thân này. Cái này năm nay làm được kia, làm được khoa bói nhá, nhưng mình không không làm, mình để cho cây nó được để sang năm nên nó nên kia khỏe mạnh hơn. Mình làm hoa bói bây giờ thì nó lại nuôi cả hoa nữa, hơi kém cây. Quay đây, đây các bạn nhìn nhá, đây là rẫy kiều nhá, kiều ở trong Nam ấy, bạn lá rất là to luôn, nhìn nhá, bạn lá kiều đấy, rất là to, đây. To luôn, đây lá ở rừng này. Rất là to. Mùa này các bạn cũng một tuần bạn tưới cho ăn thêm siêu nân rồi nhá, để nó phát triển bộ rễ cho khỏe. Ngoài bắp phát triển tiên qua kỳ năm nhất bạn nhé, được tầm bằng sấp xỉ 40 sen. Các bạn nhìn thân này, quay các bạn đây. Còn thì hình như tốn quá, ai bị quên không, không cầm đèn đây, cũng là giỏ Cadia của mình nhé, cũng đang ra rễ tập vừa rồi bị ươm ấy, ra rễ rất là khỏe luôn. Đây cũng một giò đấy, phụ nữ các bạn nhé, đây giò nữa, đây là con kiến này, sụt xịt nhá, lá lá xếp. Quên luôn mình không cầm cái đèn, đây tối quá. Đây tối quá. Mình cũng phải cái cây đây. Xin chào các bạn nhé. Thì mình mới làm về. Thì mới làm về tuy người rất là mệt nhưng mà nhìn lên vườn lan ngay ra xem thì tâm hồn lên các ấy đều thoải mái nhá, ngắm lan là hết xua tan mệt mỏi rồi nhá. Ngắm những cây lan này đang phát triển và lớn lên từng ngày nhá, là dễ này, rất là thích luôn. Đây mình xoay ạ. Đây các bạn này. Cây lan nhà mình hầu như toàn bộ thắt ngọn rồi nhá. Mình sẽ chiếu từ đây ra. Đấy. Hôm nay mình có vậy nói. Những cây
Ok, nhà mình thì thắt ngọn hết rồi nhá. Nhà mình trồng mấy giò rồi, đai châu, nhưng mà cây này vẫn chưa có hoa. Có một cây đang ra hoa, trổ hoa. Cái cá đây là mũi kiếm nha, kiếm nông hộ nha. Cái mũi kiếm này đánh dấu từ lúc mình chơi nan đến giờ ấy. Mình sẽ đi vào trong rồi mình thì mình soi luôn cho các bạn. Đây, đây là cây phú thọ bạn nhá, bé tí siêu này. Đây, đây có một cây phú thọ rồi đấy, cây này thì to bạn nhá, cũng thắt ngọn hết rồi, mùa này mà. Đây là cây ám ám tiên quang đây, cây mình đang ghi ghi năm nhất này các bạn này. Đấy mình sẽ giữ đèn cho bạn, các bạn nhìn chưa, ghi năm nhất mà đạt gần tầm được xít 40 cm nhá. Ghi năm nhất đấy, mình cũng không mua từ đầu năm đâu, giữa năm mình mới mua ấy. Thì là như mình đây thì là bây giờ mình mua thì là các bạn nên chọn những cái cây mà mập mạp và thân mẹ nó mập đấy, thì là cây nó phát triển rất là nực luôn, thì các bạn vừa chăm rễ và vừa nực nữa, nên là chăm cây thích lắm, nó có đìa mà vừa nực nữa, nên là chăm cây thích lắm, nó có đìa mà mầm ấy. Còn đâu cây này thì mình mua rất là bé xíu này, cây này là ám nhá, ám Nguyễn Đình Thành nhá. Đấy mình mua về căn bản ấy, cây này ấy đáng nghĩa là nó cũng tốt lắm ấy, nhưng mà mình mua về thì thằng cu con nó giật mất cái nõn lá rồi, mất hai nõn lá, mình tưởng là sẽ đứng ngọn và nên mầm gốc nhá, nhưng mà không ngờ vì sao mình chăm trong vòng tầm khoảng 2 tháng sau thì lá nõn lại bắt đầu đâm nhá. Thì sang năm sau thì chắc là cây sẽ nên phát triển khỏe mạnh, cũng được tầm khoảng 20 cm. Cây này có mặt hoa cũng rất là đẹp nhá, mát xước, mát xước mặt xước môi tuyết rất là đẹp luôn, khuôn bông cũng rất là đẹp. Còn đây nhà mình đây đấy, còn bụi cái này đây, đây là dòng thân nù lá xếp tiên quang bạn nhá. Đấy bây giờ hai ngọn đang gấp, đây mình quay chiều này, bây giờ ngọn vẫn đang phi rất là mạnh nhá, trong dù ở ngoài mình là ngoài miền Bắc rồi nhá. Đấy ngoài miền Bắc bây giờ thất ngọn hết rồi, nhà mình thì hầu như là nan thất ngọn hết rồi, chỉ còn tầm khoảng 3 4 giỏ là cây nó vẫn đang đi ngọn đấy bạn nhé. Đấy cái thân nùa này mình mua một cái cây nhá, một cái thân mẹ là lúc mình mua hiện tại là rễ đã rễ chắc là bị hỏng nên người ta mới xé ra và cắt trụi hết rễ đi, thì lúc mình mua thì là cây mẹ thì đã đứng ngọn rồi nhá, cây mẹ đứng ngọn đứng ngọn, nên là mình về mình kích cho hai cái mầm để nối đây, được hai cái thân con ra, chắc một thân cũng phải được tầm gần 40 cm, thân trên 20 cm.
thì là sang năm sẽ được một bụi to vẫn nhá. Đấy, còn một cây nhỏ ở dưới gốc nữa kìa. Sang năm thì mình mà đầu năm mà mình phun cây di xanh ấy thì là cái gốc chắc cũng phải lên được tầm bảy bảy mầm gốc ấy, bảy mầm gốc vậy. Vì bộ rễ này cây cũng phát triển rất là mạnh, rất là khỏe rồi, cây rất to ăn rễ rồi, sang năm cứ thoải mái mình nuôi thôi, thì không sợ nó không ham nổi nhá. Đấy các bạn nhìn nhá, thì thân mẹ của năm nay thì cũng là to lắm này, nên là không sợ. Đấy. Đây, còn cái chậu này thì là chậu thập cẩm nhá, mình trồng thập cẩm nhá. Hôm nay mình đi làm thì mình không tưới được, chắc là mai mình phải tưới vì nó khô rồi. Mai mình tưới thì mai tầm khoảng, chắc là ngoài Bắc này giờ đang mùa rét mà, thì chắc phải tầm khoảng 8 rưỡi 9 giờ mình mới tưới được, vì 8 rưỡi 9 giờ mới có nắng hạnh lên thì mình bắt đầu mới tưới được. Chứ không mà các bạn mà sáng sớm mà những ai ở ngoài miền Bắc ấy mà không khí lạnh như bây giờ là lạnh nhá, mà trời sương xuống nhiều đêm ấy, thì các bạn sáng các bạn mà tưới luôn nước và là sốc đấy, sốc nhá, sốc vì trời lạnh quá các bạn lại tưới thêm nước lạnh vào nữa thì đầu rễ riết nó sẽ bị hỏng và sốc sẽ hỏng. Đấy, nên các bạn chú ý. Đây là giỏ giỏ trầm mình nhá, giỏ trầm mà mình đi làm mình không chăm được nên nó cũng bị chết mất hai, có đúng một thân trầm, thân trầm các bạn nhìn nhá, mập ú luôn, trầm Điện Biên nhá bạn nhá, trầm Điện Biên nhá, trầm Điện Biên, trầm dòng Điện Biên này, trầm Điện Biên nhá, trầm Điện Biên, trầm dòng Điện Biên này thì hiếm lắm bạn ạ, giờ hầu như là trầm nào với trầm Myanmar thì ở Việt Nam này nhiều, hầu như cũng hết rồi, còn không 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 còn nữa, còn không 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 còn nữa. Đấy, đây là cây ám cổ Văn Giang nhá, ám cổ Văn Giang thì có hai dòng, một loại dòng thân xanh và thân vàng nhá. Chứ nhiều bạn cũng hỏi thì là bộ tại sao ám cổ Văn Giang mà mình mua hai cây về nó có nó về có à, mình mua cùng một dòng ám cổ Văn Giang về nhưng mà ra hai loại, một loại thân xanh và loại thân bằng vàng, nó là thế, có hai loại nhưng mà ra cùng là mặt hoa bạn nhé. Đây mình quay cho các bạn xem này, vũ nữ bạn, vũ nữ nhà mình bây giờ chỉ có vũ nữ nở này mới được dendro nữa, dendro dendro đấy, mình soi xa đấy, một chậu dendro nhá, rất là nhiều hoa luôn. Đây là một chậu vũ nữ này, một chậu 4 5 cánh hoa liền, rất là nhiều hoa. Nếu mà các bạn mới chơi tập chơi ấy, thì nên chơi những cái dòng gì dễ ra hoa để mình chơi xen kẽ vào, chứ không phải chơi một loại nhá, trừ khi là ai có hướng để kinh doanh thì là người ta rộ nên thì người ta chỉ có chơi phi điệp thôi, còn đâu là như mình đây thì mình cũng cũng chơi cũng phi điệp cũng trồng khá khá nhiều, nhưng mà mình trồng thêm cả những cái loại vũ nữ mới cắt nha các thứ ấy để mình còn ngắm hoa, chứ còn đâu là phi điệp này thì là cũng chỉ được theo mùa thôi, mà phi điệp này thì là ai mà trồng kia thì chắc cũng phải được tầm bằng sang năm thứ hai cũng có hoa được, hoặc là năm ba mới có hoa, thì toàn người mua kia toàn kia năm nhất thì là nhỏ lắm, nên các bạn cứ trồng xen kẽ như mình ấy. Đấy. Đấy.
Chào các bạn nhé. Thôi mình xin kết thúc video ở đây nhé. Xin chào tạm biệt nhé. Xin hãy subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Hello các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình được rồi, mình mới lúc nãy và rồi mình mới cắt cắt những khúc ra mình ươm kia nhé. Đây, đốt đây. Thì mình lấy nét đó. Thì mình ươm kia các bạn nhé. Đấy. Đây thì khúc to như này thì các bạn cứ cắt hai đốt hợp một, hai đốt một đây. Một bên đây, cái đầu này nhá. Thì thân già trưởng thành là thắt ngọn nhá. Trong vòng tầm một tháng thì các bạn cắt ươm kia được nhá. Nó thắt ngọn được một tháng ấy, thì nó phình thân ấy, thì mình cắt đây. Cái sẹo mà còn cái đầu này nhá, cái đầu này đây các bạn nhìn trắng trắng này, bình thường nhá, những cái hàng thường của bạn ấy thì bạn cứ bôi keo 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 ăn voi ấy, các bạn sẽ bơm ra một cái tách nhỏ ấy. Thì khi các bạn ấy thì các bạn sẽ bôi keo ăn voi đây nhá, thoải mái các bạn nhá, các bạn bôi keo ăn voi đây nhá. Các nhà vườn lớn như ở mình ấy, cái hàng thường ấy thì người ta mà kể cả là hàng hàng dòng đột biến ấy, nhiều cái dòng mà đột biến mà dòng mềm hoặc là dòng ém ấy mình mua ấy, thì người ta cũng chấm bằng keo ăn voi hết nhá. Nhà vườn lớn ấy thì các bạn chỉ chấm một lúc là khô thôi. Đấy các bạn nhìn nhá, thì các bạn nên để vào trời mát nhá. Các bạn cắt đi này, các bạn cho kẻ bạn cho vào gầm giường hay chỗ nào sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp đây, ánh nắng không chiếu vào ấy, thì là các bạn cứ để đấy. Thì ra đầu sang năm thì các bạn mới cho vào chỗ ươm, đầu sang năm nhé, sang đầu sang năm, chứ bây giờ thì các bạn chỉ để vào chỗ mát thôi. Đây mát mủ các bạn nhìn nhé. Cái dòng này là dòng thân nù nhé, nó xếp nhé, vừa mình cắt mình vớt hết đi. Còn dòng này thì là mình cũng đây mình bôi keo ấy, bôi keo chi xèo của Mỹ đấy. Dòng này cũng là hàng thân thủ của bạn nhé. Đây, mình đã bôi keo. Đây mình quay cho bạn này, thì mình cứ vớt vào đây thôi. Đấy. Các bạn cứ vớt hết vào đây. Đây nữa. Cái này là mình mới cắt sáng xong. Rồi mình mới cắt xong. Đấy, các bạn cứ để vào chỗ mát nữa. Thì ra đầu sang năm, đầu riêng sang năm mới thì mình mới bắt đầu mình cho ra chậu ươm ki.